đất châu mài thó trắng bạc tinh, nhìn vào đại nạn chúng sinh quỷ thần còn phê thất kinh vía hồn. Thật ra nghiệp sanh tồn kỳ chốt, tài không hơn nơi đức ơi con. Đức tuy không thấy mà còn tài coi rằng rộ mà mòn như cưa. Cột giới beo tranh nhau quay dùng, bãi nát mình thắng cũng cành thân. Người tám lượng kẻ nửa cân, chung quy ai cũng rã thân tiêu hồn. Kẻ tự cho rằng khôn mà dài, người bị coi là dạy lại khôn. Tài tiêu còn đức thì tồn, đó là chung kết của môn đấu trần. Cuộc thắng bại phải cân nhắc kỹ, nếu tồn vong cần nghĩ suy rành. Phải mau bỏ giữ dễ lành, dù không tôn giáo cũng hành thiện lương. Lành chẳng khác bồm trương thuận gió, giữ như là cháu nhỏ trong xe. Tu hành giết cả ráng nghe, đời này hung dữ chỉ là giết thân. Con ơi mắt người xưng tài sức, phần con nên chủ đức là hơn. Đức sau trước cũng vì nhân, tại thường trước đức sau thân là nhiều. Tài không đức chỉ chịu khổ quả, đức không tài chỉ gá tai ương. Tài thêm có đức đồng tương khác, nào rồng được mây dương lấy mình. Có tôn giáo phải gìn chánh đạo, không thần quyền cũng tạo hiếu trung. Ở ăn đạo nghĩa bất tùng, khác nào cá nọ mà chúng vô lợi. Mỗi việc ác mỗi tờ giấy nợ, thân nay chưa thì đợi thân sau. Dài bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Thời mạt pháp trả dài rất chông, kỳ hạ quân chết sống lẻ thay. Đời xưa trả báo thị chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Tiên qua bước hoàng nguyên trần tục, thánh lộn đường giây phúc phàm phu. Tu hay là chẳng có tu, bể ngoài không kể chi tu tâm hồn. Tâm giác được phàm nhân qua thanh, tánh mê còn tiên dính hồng trần. Thân trầm tự xử lấy thân, lấy câu nhân quả định phân khỏi lầm. Tự xét mình khởi tâm thiện ác, tự xét mình tạo tác hung hiền, khỏi cần hỏi ý thần tiên. Tự mình cũng biết nghiệp duyên thế nào, ăn chanh muốn ngọt ngào không được. Làm giữ mong có phước khó thay, một cùng với một là hai, trồng chi hưởng nấy xưa nay không lầm. Con thương chung khóc thầm đòi bữa, Phật nhìn đời bắt ứa lòng vàng. Mười người hết chín người gian, ngoài đời đã chán còn loan trong chùa. Đạo đức chỉ là khua ngoài miệng, tu hành không một chuyện trong lòng. Kể kinh học nói cho thông, khác nào con két nháy ông chủ nhà. Nói thông thái kể ra sao hết,
làm trái ngang chẳng việc nào xong. Đáng thương cho kẻ tốt lòng bị người lừa gạt mà không biết gì, đến như Phật từ bi vô hạn cũng bị người giả dạng tăng ni làm cho sanh chúng ngờ nghi, cửa thiền văn bóng đạo nghi lãng tâm. Con ơi đạo thầm thấm di diệu, chúng luôn công quấy nhiễu không tan, chỉ thương cho khách trần gian bị lòng ngờ dứt chẳng đang từ bi. Long qua vốn kỳ thi công đức, hạ nguồn là chính lúc chọn lừa, lạnh thì làm giữ nên chừa, thiện tồn ác thất thiên cơ định rồi, núi cao giúp bỗng trôi thành biển. Biển sâu hồn lại biến non cao, ruộng khô tức khắc sông hào, sông hào nháy mắt biến dạo rừng sâu. Cuộc thay đổi lời đâu nói càng, cơ nhiễm màu biết dẫn sao cùng. Từ bi với kẻ hiếu trung an tâm, nhờ Phật hộ tùng ngày đêm, giữ ráng bỏ chứ thêm việc dữ. Lành nên làm thêm sự hiền lành, tồn sanh sẽ được trường sanh thượng quân, trở lại thái bình an vui. Con ơi khi thấm mùi đạo hành, như rồng kia thêm cánh nhẹ bay, đời thay mình chẳng hề thay, cùng chân Bồ Tát Như Lai động thiền, này mau thành bởi lành duyên kiếp trước. Sớm nên do trưởng phước hiện nay, cô công lượm lặt một ngày được nhiều hơn cả bỏ hoài suốt năm. Trước không biết sao tầm sẽ rõ, xưa chẳng tu nay ngộ thì thành, giữ xưa nhưng hiện nay lành. Lành con chứ giữ tan tành còn chi, xưa lành nhưng nay thì làm giữ, giữ còn ra lành sự đâu còn. Khác nào nhà mới sơn son, châm dầu đốt rủi chỉ còn đống than. Lành ráng làm lành toàn chung thì, giữ chớ theo giữ chỉ cũng đường. Giữ lành vốn ở tâm dương, chủ tâm chớ để vào đường ngục môn, mê hồn chủ xác là tồn tại mày. Xác chủ hồn là hoại diệt luôn, chiều theo sở dục ngông cuồng chỉ mau quỷ kiếp vô thường ích chi. Lấy thần trí chỉ quy thể xác, thể xác không dẫn dắt đường tà. Học theo gương Phật Thích Ca, lấy thần trí đạo thắng qua dục trần. Đời tàn lấy nhầm cơn quái diệt, kiếp tạm còn gấp dịp sai sàng. Mười phần hết chín phần tan, một phần còn lại toàn vàng với châu. Không cánh mà bay đâu cũng tới, ngồi một nơi thế giới xem cùng. Giả chân lắm sự lạ lùng, Phật ma khó biết rối tung lẫm người. Quá vật chất bị đời ám ảnh, yếu tinh thần bị cảnh cuốn lôi. Chung quy chẳng diệt não rồi, chỉ làm đau khổ cho đời nhiều hơn.
rang mở trí để cân giả thiệt, nhớ bình tâm xét việc chánh tà. Đợi nhiều khôn khéo quỷ ma đụng đâu tin đó thì là lầm to. Học khôn quỷ thường lo việc quỷ, giữa tánh phàm chỉ nghĩ thân phàm. Bảo thân phàm đủ cách làm theo khôn quỷ thân phàm mau tiêu. Được giải thoát là điều hơn hết, còn luân hồi phải chết chóc luôn. Luôn công bọt nước đóng khuôn, giả thân kết cuộc cũng quần giả thân. Phải tỏ ngộ đường trần mới dứt, được hết mê bến tục mới rời. Mê là gốc khổ con ơi, còn mê thiên hạ chưa thời nào vui. Bởi mê mới làm tôi thị dục, nếu ngộ đâu tùng phục lẫm tà. Dục tà đều tại người ta, dục là thông khổ, tà là trầm luân. Dục thường vì xác thân cởi xương, tà thường vì giống tưởng gây ra. Cả hai đều thứ mắt lòa lợi, gần thì thấy hại, xa không lường. Gần dứt thở trên giường chưa biết, bảo vợ con nối tiếp đường lầm. Vì tình mà thọ cảm tâm vợ con, rồi cũng lũi lầm theo luôn. Nghiệp cha mới vừa buông con bắt, hết cháu rồi lại chắc nối truyền. Cứ như thế đó lưu liên, gây nên một khối thảm viên nhiều đời. Cha mẹ chết con rơi nước mắt, con chết thì cháu chắc khóc ròng. Vợ con chan chứa vì chồng, chồng vì vợ đôi dòng lệ rơi. Nước mắt ấy từ đời vô thì, bốn biển to đem ví không bằng. Sanh ly tử biệt vô ngần, dĩ oan đáng sợ nợ trần đáng ghê. Vạn sự bởi ma mê dẫn lối, trăm việc do quỷ tối cầm đầu. Giác xong mê nó còn đâu ngộ, rồi tối ấy bị thâu mất liền. Trong tâm khởi giữ hiền phải biết, lấy trí phân hư thiệt cho rành. Nếu đều tà niệm còn sanh, tự mình trần trị tạo thanh lộng minh. Hành đạo phải tự tin đầy đủ, tham thiền cần tự chủ hoàn toàn. Giống trận vừa mới thoáng ngang, trận ngay chớ để lan tràn trong tâm. Chừng nào cánh hết làm tâm loạn, khi ấy tâm đã đoạn cánh trần. Chánh tà đều được minh phân, nhưng đừng để tâm ngã nhân chen vào. Tâm cánh chẳng còn màu hỗn độn, tà chánh không xáo trộn trong lòng. Như là vật giới hư không, tự nhiên ánh sáng đại đồng bừng ra. Con ơi Phật Thích Ca đắc đạo, bị ma dương khảo đạo lắm lần. Nếu tâm còn chút vọng trần, tất không đạt được quả phần Như Lai. Ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xiến ít người. Tâm như trong trong giữa trời Phật, thì một niệm còn mười niệm ma. Các việc sâu nhớ ra trước nhất, kể tại chân buồn bực mỏi mây. Rồi ma buồn ngủ chạy về Phật
quên niệm đến khói mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho. Khác nào nồi gạo mới do bắt lên nhắc xuống, bao giờ chính cơm mục đích việc sớm hôm niệm Phật. Là để cho chấm dứt niệm tà, chỉ còn một niệm Di Đà để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Có thật cảm Phật ngài mới ứng, niệm lờ là Phật chứng vào đâu. Ví người đã rớt sông sâu, không cần kêu cứu ai hầu cứu cho. Niệm Phật chẳng béo nó chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên. Chúng sanh muốn Phật dứt lên, cho nên mới tưởng niệm tên Phật ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin, Phật thêm đồng tâm bi tình, như là mẹ thấy con mình lắm tay. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Chỉ là một niệm trọn lành cũng là được Phật nhân hành đến nơi, hoặc chẳng niệm một lời chi cả. Nhưng thường hay có giả từ bi, trần ai chẳng nhiễm vật gì, cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Người tự độ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi lại gió thuận chiều. Đường về chống biết bao nhiêu, được hay sức độ máu siêu phạm trần. Tuy có được tinh thần bác ai, cũng nhớ nên tượng giấy Di Đà. Kỳ này có Phật ấy qua rước về Cực Lạc, ngồi tòa Kim Liên. Cõi ấy chẳng não phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên. Muốn chi thì được có liền, thân người nào cũng bằng sen hóa thành. Cõi ấy vốn trọn lành trọn tốt, cõi ấy không ai chết ai già. Thường ngày có Đức Di Đà dụng thần thông hóa hiện ra muôn hình, người nào cũng quanh mình đều sáng. Ai cũng đều viên mãn thần thông, đường xa muôn dặm tây đông, những đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người cõi ấy thường trưa mỗi bữa, đi cúng dường Phật ở khắp nơi. Đi về trong buổi ngõ thời, người nào cũng muốn thỉnh lời Như Lai. Nên ai cũng đồng vai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hạ quân kẻ phát tâm tu cầu, về Cực Lạc là đầu nhập môn. Mới cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải giả lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùng mà chẳng ố quen mùi bùng. Cõi lành kẻ giữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về Cực Lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào. Lá dạ thì trước sau cũng đổ, để lá non thay nở trên cành. Hết đời trước kế đời thanh luật
đạo thái ấy đã dành từ lâu. Thuở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu. Người nào cũng rất sống lâu an vui, chứ chẳng khổ sầu chi đâu. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh. Nhỏ lần cho đến hiện tình lòng người, qua xấu địa hình qua dơ. Đến lúc phải ban sơ lập lại, khó tránh ngày có đại biến gì. Chính là cũng một cuộc thi, ai rơi ai đậu trong kỳ này đây. Đức tiếp dẫn kỳ này cùng tới, rước hiền nhân thế giới ta bà, đem về cực lạc Di Đà, dứt đường sanh tử lánh xa hồng trần. Ba tánh nhớ tu thân lập hành, nam nữ cần cái chánh chữ tà. Lóc lừa trần ngay nổi ra, có thần che chở cho qua tai nạn. Thiếu đạo đức sắc gan cũng chạy, thật hiền lành bới cải không trôi. Luật kia đã định sẵn rồi, lạnh thời tồn tại giữ thời tiêu tan. Ngoài pháo đốt tất gian tiếng nổ, quả gây ra thì khổ hại thân. Cũng nên xét kỹ xa gần, cho hồn khỏi đọa cho thân khỏi đài. Hồn bị đọa khó khai ngộ được, thân bị đài khó vượt lao lung. Dẫn nhau đi tới đường cùng, thân trầm thêm tội, hồn trầm thêm mê. Thế thảm rối rồi kế thế thảm tới, ma cũ đi ma mới hiện vào. Lúc nào biển cũng sống sao, chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên. Phần lớn bị bạc tiền mờ trí, ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bác làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng không cần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bát tiền mà ra. Thứ tiền bát người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người ừ. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm vinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, mà nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời. Đem giúp đỡ cho người chẳng mất, cứ bo bo giữ cất không còn. Giấc mòn biết dụng không mòn, tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa ân.
ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ gia danh. Gái thì ban mất tiết trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bóp chết tình thương mà không sáng mắt bởi dương động tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông. Mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thi khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa, biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng xác trần cõi tạm, Ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà Ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế này người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật Ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiện tài, chớ để nó sai khiến mình ai có của. Bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chứ cay đắng lòng. Nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già, giàu đừng quên bố đức thi ân. Có dư chứ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đâu khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Tiên với tục dính liền mặt trái, để vậy phạm lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đâm tiền, người lo quần chúng kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thể thôi đâu có, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào, thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mỗi người nên lấy sức của mình. Phạm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng xanh ra. Biết
tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu làm việc quay cùng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét, trong mười điều không biết chín điều. Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm, phải cần hỏi lại lương tâm xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân. Nên tìm hỏi bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng. Lỗi với người khó toán chuộc tội, lỗi với mình sửa cái dễ đâu. Lỗi thân thân chịu dài dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê mang. Thân lao khổ bất an trong già, lòng âu sầu thân thể mòn hao. Không âu sầu chẳng khổ lao, lòng đừng để một phút nào rời thân. Phải tu luyện tinh thần sáng suốt, cần dưỡng nuôi hạnh đức đủ đầy. Cây công uống mãi cùng ngay, người hư mây cố sửa hoài cũng nên. Học hỏi vốn là nền tri thức, sách kinh là cái nút tâm linh. Cần học hỏi đọc sách kinh, giúp cho sức hiểu của mình rộng ra. Lành kem trí như nhà thiêu cửa, hiền mà ngu như ngựa cái mù. Hiền minh chớ để hiền ngu lạnh, thì lành trí chớ tu xuống lành. Tu có hành giá danh châu báu, tu không hành tiếng nhạo đã chai. Tu hạnh cần được cả hai, trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu. Chớ học nói ít câu hán từ, tự cho mình hay chữ lá lầm. Chữ đâu nghĩa đó cho thâm, chữ không hiểu nghĩa như câm khác nào. Đức không tài như dầu thiếu lửa, tài thiếu đức như ngựa không cương. Đức tài có đủ hai phương lửa, dầu gồm đủ ngựa cương sẵn sàng. Đạo có hạnh mới rằng học đạo, tu không hiền ai bảo là tu. Cửa thiền nay quá mờ lu, do người giả đạo dối tu phần nhiều. Đạo không hành là tiêu diệt đạo, tu làm hung là đạo ngược tu. Mù còn có thể hết mù tội, lường gạt Phật dễ dầu gì tiêu. Tội vô ý còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình luật sự không tha.
Nếu tu không được thì ra chớ mưu lấy đạo làm nhà buôn dân, tạo ngu dại hưởng phần ngu dại. Làm ác gian lành cái ác gian, chạy trời sao cõi nắng chán, hại người mù tất phải mang kiếp mù. Thù người bị người thù khó trốn, tổn hại người người tổn hại mình. Nhân nào quả nấy công minh, người trong hạ giới chớ kinh lưỡi trời. Con ơi Phật lập lời nói trước, đời hạ quân vô phước thì nhiều. Nghiệp mê không những khó tiêu hòa, sầu trái lại dễ chiếu vào mình. Việc trả bao rất nhanh khó tường, sớm gây thì chiều hưởng không lâu. Thần minh tuy chẳng thấy đâu, nhưng mà mọi việc đều tâu ngọc hoàng. Tội đền tội bát vàng khó chuộc, phước thì là gặp phước khỏi lo. Công bằng ngọc đế cần cho, mãi lòng không lọt chớ lo sai lầm. Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lầu, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có giọng sanh điệu ta. Điều tà mắc dù là chỉ nghi, sống cũng làm tâm trí lu mờ, khởi ra ý xấu ban sơ, diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm. Vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn, cũng không hề được thấy ra, bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm. Như ôm rắn độc mà nằm thân kia, không biết hòa lâm lúc nào. Tâm vọng dứt mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, vì đó sáu đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lười biến mỏi mê. Thấy trong đầu óc nặng nề ấy, là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó, thì đạo tâm từ đó lần phai. Đến khi tới trước Phật đài, mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì, thờ Phật là biểu thị lòng tin. Lòng tin càng được chắc dình càng cao, đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin.
có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Núi nổ khắp xa gần đều cháy, nước tràn đầy khôn dải cùng trôi. Tranh đời mỗi một lần bôi, cỏ cây đều sạch thú người đều tiêu. Cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to mà liễn trứng gà. Chúng sanh thử tưởng tượng ra, kiến kia xong chết trứng gà nát không. Kỳ đại hạn cũng đầm cảnh ấy, khi tẩy trần trong thấy hải kinh. Thấy bèo xác bọt linh đinh, diều tha qua xe chúng sinh tử nàng. Trời heo mắt gà vàng cùng dân, đất châu mài thó trắng bạc tinh. Nhìn vào đại nạn chúng sinh, quỷ thần còn phê thất kinh vía hồn. Thật ra việc sanh tồn kỳ chốt, tài không hơn nơi đức ơi con. Đức tuy không thấy mà còn tại, coi rần rộ mà mòn như cưa. Cột giới bêu tranh nhau quay dùng, bãi nát mình thắng cũng cần thân. Người tám lượng kẻ nửa cân, chung quy ai cũng rã thân tiêu hồn. Kẻ tự cho rằng khôn mà dài, người bị coi là dạy lại khôn. Tài tiêu còn đức thì tồn, đó là chung kết của môn đấu trần. Cuộc thắng bại phải cân nhắc kỹ, nếu tồn vong cần nghĩ suy rành. Phải mau bỏ giữ dễ lành, dù không tôn giáo cũng hành thiện lương. Lành chẳng khác bồm trương thuận gió, giữ như là châu nhỏ trong xe. Tu hành giết cả ráng nghe, đời này hung dữ chỉ là giết thân. Con ơi mặt người xưng tài sức, phần con nên chủ đức là hơn. Đức sau trước cũng vì nhân, tại thường trước đức sau thân là nhiều. Tài không đức chỉ chịu khổ quả, đức không tài chỉ gá tai ương. Tài thêm có đức động tương khác, nào rầm được mây dương lấy mình. Có tôn giáo phải gìn chánh đạo, không thần quyền cũng tạo hiếu trung. Ở anh đạo nghĩa bất tùng, khác nào cá nọ mà chúng vô lờ. Mỗi việc ác mỗi tờ giấy nợ, thân nay chưa thì đợi thân sau. Vài bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Thời mạt pháp trả vai rất chông, kỳ hạ quân chết sống lẻ thay. Đời xưa trả báo thị chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Tiên qua bước quần nguyên trần tục, thánh lộn đường giây phúc phàm phu. Tu hay là chẳng có tu, bể ngoài không kể chi tu tâm hồn. Tâm giác được phàm nhân qua thanh,
tánh mê còn tiên dính hồng trần. Thân trầm tự xử lấy thân, lấy câu nhân quả định phân khỏi lầm tự xét mình. Khởi tâm thiện ác, tự xét mình tạo tác hung hiền khỏi cần hỏi ý thần tiên. Tự mình cũng biết nghiệp duyên thế nào, ăn chanh muốn ngọt ngào không được. Làm dữ mong có phước khó thay, một cùng với một là hai, trầm chi hưởng nay xưa nay không lầm. Con thương chung khóc thầm đòi bữa, Phật nhìn đời bắt ứa lòng vàng. Mười người hết chín người gian, ngoài đời đã chán còn loan trong chùa. Đạo đức chỉ là khua ngoài miền, tu hành không một chuyện trong lòng. Kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nháy ông chủ nhà. Nói thông thái kể ra sao hết, làm trái ngang chẳng việc nào xong. Đáng thương cho kẻ tốt lòng, bị người lừa gạt mà không biết gì. Đến như Phật từ bi vô hạn, cũng bị người giả dạng tăng ni, làm cho sanh chúng ngờ nghi. Cửa thiền văn bóng đạo nghì lãng tâm. Con ơi đạo thầm thấm via diệu, chung luôn công khuấy nhiễu không tan. Chỉ thương cho khách trần gian, bị lòng ngờ dứt chẳng đang từ bi. Lòng qua vốn kỳ thi công đức, hạ nguồn là chính lúc chọn lừa. Lạnh thì làm giữ nên chừa, thiện tồn ác thất thiên cơ định rồi. Núi cao giúp bỗng trôi thành biển, biển sâu hồn lại biến non cao. Ruộng khô tức khắc sông hào, sông hào nháy mắt biến dạo rừng sâu. Cuộc thay đổi lời đâu nói càng, cơ nhiễm màu biết dặn sao cùng. Từ bi với kẻ hiếu trung, an tâm nhờ Phật hộ tùng. Ngày đêm giữ ráng bỏ chứ thêm việc dữ. Lành nên làm thêm sự hiền lành, tồn sanh sẽ được trường sanh. Thượng quân trở lại thấy bình an vui. Con ơi khi thấm mùi đạo hành, như rồng kia thêm cánh nhẹ bay. Đời thay mình chẳng hề thay, cùng chân Bồ Tát Như Lai động thiền. Này mau thành bởi lành duyên kiếp trước, sớm nên do trưởng phước hiện nay. Cô công lượm lặt một ngày, được nhiều hơn cả bỏ hoài suốt năm. Trước không biết sao tầm sẽ rõ, xưa chẳng tu nay ngộ thì thành. Giữ xưa nhưng hiện nay lành, lành con chứ giữ tan tành còn chi. Xưa lành nhưng nay thì làm giữ, giữ còn ra lành sự đâu còn. Khác nào nhà mới sơn son, châm dầu đốt rủi chỉ còn đống than. Lành ráng làm lành toàn chung thì, giữ chớ theo giữ chỉ cũng đường. Giữ lành vốn ở tâm dương, chủ tâm chớ để vào đường ngục môn. Nguy hồn chủ xác là tồn tại mày, xác
chú hồn là quái diệt luôn, chiều theo sở dục ngông cuồng chỉ mau quỷ kiếp vô thường ít chi. Lấy thần trí chỉ huy thể xác, thể xác không dẫn dắt nương tà. Học theo gương Phật Thích Ca, lấy thần trí đạo thắng qua dục trần. Đời tàn lấy nhầm cơn quái diệt, kiếp tạm còn gấp diệp sai sàng. Mười phần hết chín phần tan, một phần còn lại toàn vàng với châu. Không cánh mà bay đâu cũng tới, ngồi một nơi thế giới xem cùng. Giả chân lắm sự lạ lùng, Phật ma khó biết rối tung lầm người. Quá vật chất bị đời ám ảnh, yếu tinh thần bị cảnh cuốn lôi. Chung quy chẳng diệt não rồi, chỉ làm đau khổ cho đời nhiều hơn. Răng mở trí để cân giả thiệt, nhớ bình tâm xét việc chánh tà. Đợi nhiều khôn khéo quỷ ma đụng đâu tin, đó thì là lầm to. Học khôn quỷ thường lo diệt quỷ, giữa tánh phàm chỉ nghĩ thân phàm. Bảo thân phàm đủ cách làm theo khôn quỷ thân phàm mau tiêu. Được giải thoát là điều hơn hết, còn luân hồi phải chết chóc luôn. Luôn công bọt nước đóng khuôn, giả thân kết cuộc cũng quần giả thân. Phải tỏ ngộ đường trần mới dứt, được hết mê bến tục mới rời. Mê là gốc khổ con ơi, còn mê thiên hạ chưa thời nào vui. Bởi mê mới làm tôi thị dục, nếu ngộ đâu tùng phục lẫm tà. Dục tà đều tại người ta, dục là thông khổ, tà là trầm luân. Dục thường vì xác thân khởi xương, tà thường vì giống tưởng gây ra. Cả hai đều thứ mắt lòa lợi, gần thì thấy hại, xa không lường. Gần dứt thở trên giường chưa biết, bảo vợ con nối tiếp đường lầm. Vì tình mà thọ cảm tâm vợ con, rồi cũng lũi lầm theo luôn. Nghiệp cha mới vừa buông con bắt, hết cháu rồi lại chắc nối truyền. Cứ như thế đó lưu liên, gây nên một khối thảm viên nhiều đời. Cha mẹ chết con rơi nước mắt, con chết thì cháu chắc khóc ròng. Vợ con chan chứa vì chồng, chồng vì gì vợ đôi dòng lệ rơi. Nước mắt ấy từ đời vô thì, bốn biển to đem dí không bằng. Sanh ly tử biệt vô ngần, dĩ oan đáng sợ nở trần đáng ghê. Vạn sự bởi ma mê dẫn lối, trăm việc do quỷ tối cầm đầu. Giác xong mê nó còn đâu ngộ, rồi tối ấy bị thâu mất liền. Trong tâm khởi giữ hiền phải biết, lấy trí phân hư thiệt cho rành. Nếu điều tà niệm còn sanh, tự mình trừng trị tạo thanh lộng minh. Hành đạo phải tự tin đầy đủ, tham thiền cần tự chủ hoàn toàn.
giống trận vừa mới thoáng ngang trận ngay chớ để lan tràn trong tâm. Chừng nào cánh hết làm tâm loạn, khi ấy tâm đã đoạn cánh trần. Chánh tà đều được minh phân, nhưng đừng để tâm ngã nhân chen vào. Tâm cánh chẳng còn màu hỗn độn, tà chánh không sao trộn trong lòng. Như là vật giới hư không, tự nhiên ánh sáng đại đồng bừng ra. Con ơi Phật Thích Ca đắc đạo, bị ma dương khảo đạo lắm lần. Nếu tâm còn chút vọng cần, tất không đạt được quả phần Như Lai. Ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xiến ít người. Tâm như trong trong giữa trời Phật, thì một niệm còn mười niệm ma. Các việc sâu nhớ ra trước nhất, kể tại chân buồn bực mỏi mây. Rồi ma buồn ngủ chạy về Phật, quên niệm đến khói mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho. Khác nào nồi gạo mới do, bắt lên nhắc xuống bao giờ chính cơm. Mục đích việc sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tà. Chỉ còn một niệm Di Đà để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Có thật cảm Phật ngài mới ứng, niệm lờ là Phật chứng vào đâu. Ví người đã rớt sông sâu, không cần kêu cứu ai hầu cứu cho. Niệm Phật chẳng béo nó chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên. Chúng sanh muốn Phật vớt lên, cho nên mới tưởng niệm tên Phật ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin, Phật thêm đồng tâm bi tình. Như là mẹ thấy con mình lắm tay, Phật nhất định không sai lời nguyện. Nhưng chúng sanh phải niệm chí thành, chỉ là một niệm trọn lành cũng là được Phật nhân hành đến nơi. Hoặc chẳng niệm một lời chi cả, nhưng thường hay có giả từ bi. Trần ai chẳng nhiễm vật gì, cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Người tự độ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi lại gió thuận chiều. Đường về chẳng biết bao nhiêu, được hay sức độ mau siêu phạm trần. Tuy có được tinh thần bác ai, cũng nhớ nên tượng giấy Di Đà. Kỳ này có Phật ấy qua rước về Cực Lạc, ngồi tòa Kim Liên. Cõi ấy chẳng não phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên. Muốn chi thì được có liền, thân người nào cũng bằng sen hóa thành. Cõi ấy vốn trọn lành trọn tốt, cõi ấy không ai chết ai già. Thường ngày có Đức Di Đà dụng thần thông hóa hiện ra muôn hình. Người nào cũng quanh mình đều sáng,
ai cũng đều viên mãn thần thông. Đường xa muôn dặm tây đông, nhưng đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người coi ấy thường trưa mỗi bữa, đi cúng dường Phật ở khắp nơi. Đi về trong buổi ngõ thời, người nào cũng muốn thỉnh lời Như Lai. Nên ai cũng đồng vai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hạ quân kẻ phát tâm tu cầu, về cực lạc là đầu nhập môn. Mới cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải giả lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùng mà chẳng ố quen mùi bùng. Cõi lành kẻ giữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về cực lạc tây phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào. Lá dạ thì trước sau cũng đổ, để lá non thay nở trên cành. Hết đời trước kế đời thanh luật, đạo thái ấy đã dành từ lâu. Thuở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu. Người nào cũng rất sống lâu an vui, chứ chẳng khổ sầu chi đâu. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh. Nhỏ lần cho đến hiện tình lòng người, qua xấu địa hình qua dơ. Đến lúc phải ban sơ lập lại, khó tránh ngày có đại biến gì. Chính là cũng một cuộc thi, ai rơi ai đậu trong kỳ này đây. Đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới, rước hiền nhân thế giới ta bà. Đem về cực lạc Di Đà dứt, đường sanh tử lánh xa hồng trần. Ba tánh nhớ tu thân lập hành, nam nữ cần cái chánh chữ tà. Lóc lừa trần ngay nổi ra, ngờ có thần che chở cho qua tai nạn. Thiếu đạo đức sắc gan cũng chạy, thật hiền lành bới cải không trôi. Luật kia đã định sẵn rồi, lạnh thời tồn tại giữ thời tiêu tan. Ngoài pháo đốt tất gian tiếng nổ, hòa gây ra thì khổ hại thân. Cũng nên xét kỹ xa gần, cho hồn khỏi đọa cho thân khỏi đài. Hồn bị đọa khó khai ngộ được, thân bị đài khó vượt lao lung. Dẫn nhau đi tới đường cùng, thân trầm thêm tội, hồn trầm thêm mê. Thế thảm rối rồi kế thế thảm tới, ma cũ đi ma mới hiện vào. Lúc nào biển cũng sống sao, chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên. Phần lớn bị bạc tiền mờ trí, ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bác làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng không cần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bát tiền mà ra. Thứ tiền bát người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền.
không tiện nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người ừ. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm dinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đậm tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, mà nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời, đem giúp đỡ cho người chẳng mất. Cứ bo bo giữ cất không còn, vật mòn biết dụng không mòn. Tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ gia danh. Gái thì ban mất tiết trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng